lộc mới vừa cắt ra xong đây, đây cái cùi nó này. Thì có người nói là lấy một cái cây gì đó chọt vô cái lỗ xong rồi để phơi nắng hả, chắc vậy quá. Ok, rồi đầu làm thử nha. Dạ. Con vừa mớ cái này cho mẹ nè. Cắt cây xoài. Có cái nhánh ngoài này nè. Con biết sao không? Cho nó ánh sáng vô cây nhãn nó ra. Coi như là mình cắt con phải từ từ giờ con cắt bỏ cây này ha. Cái này ha. Rồi cái này nè, con cắt từ từ nha, từ nhánh nha. Rồi, bỏ cái này. Hello, xin kính chào quý vị. Hôm nay làm handyman nữa. Làm ủa mẹ cái bông màu cam đó là bông gì vậy? Hả? Giống ở đây đẹp nè. Chăm sóc căn nhà có nhiều việc làm lắm. Hồi đó đó nhà ông Loan có cái thác nước ở ngoài sau nè. Cái thác nước cũng đẹp lắm. Mà khi mình mở lên á, nó sẽ giảm tiếng ồn. Nhưng mà phong thủy á, người ta nói là để thác nước ngoài sau nhà như vậy là không có tốt, ảnh hưởng tới sức khỏe. Qua một thời gian cái gia đình Hồng Loan thấy hình như là cũng đúng, cho nên cái thôi tắt luôn. Ủa mẹ trông mẹ không thấy không? Ồ, thấy cái đẹp vậy không? Ồ, ồ lão ha, cứ bỏ vậy đó, sương rồi gió rồi vậy đó. Ồ, nó ra hoa giống như hoa giả, giống hoa giấy vậy hả? Nó giống như trái tú cầu mà có hoa. Hồ mới là con coi nó đẹp lắm, tại nó tàn dạ. Rồi đó. Đó, cứ treo bỏ vậy đó. Cắt bớt cánh rồi. Cái nhánh nó nhiều quá. Cái đó nhỏ quá, cắt nổi không? Cái đó nó tét. Mới nó bén hả? À. Nó bén hơn cái cây bữa cắt ra kìa. Cây bữa cắt hoài không ấy. Ê, để con làm cho. Thôi à, được, không sao, không sao. Rồi, được không? Được. À, okay. Rồi, để xuống điên hồi con quăng. Rồi, à, con cắt. Rồi. Này đúng cái đùa đó luôn nè. Đây em à. Đứng cắt cây cũng đẹp nè. Cái xoài hoa dữ lắm mà không có đầu trắng. Cái này á, cái này là đồ dụng cụ làm mấy cái thun của lộc á. Hồi giờ tận dụng làm luôn cái cưa cành được á. Cái đó đúng rồi, để làm cái gì? Để cưa cây mà mấy cái cây mà để làm nhà đó. Nhưng mà nó lưỡi nó bén, mình dùng để cưa luôn cái lưỡi này tốt ha. À. Bây giờ phải cưa cái cành nhỏ này trước. Con sợ cưa cành nhỏ này nó rớt xuống đồ á. Đây có mớ lá non nè. Ờ, có tia nắng vô rồi đó. Tôi bỏ vậy. Rồi. Thì con ra tỉa mấy cái này nhỏ nhỏ đi. Rồi cắt một cái lớn hết rồi. Dạ. Con xích cái này ra rồi con tưới bớt nhỏ ra ve ve ra ngoài. Dạ. Đứa cái cưa đem cầm ra rồi anh cầm nó xuống, phải không?
cái cây ngay trước mắt con đó. Cái nhà của cổ con của cho người ta tới, người ta tới đây là cái gì, trời bự quá, mẹ đâu có thấy cái lăn trời nó bự vậy, bự quá, có cả không sao. Hồi lúc kỳ Lộc với Loan mới qua Mỹ á, mình không có biết được cái thùng rác màu gì là bỏ cái gì. Có bữa bị cái ông mà đổ rác ổng phạt, nhưng mà ổng nói là lần này ổng tha, lần sau ổng phạt, tại vì mình bỏ đồ không đúng vô cái thùng á, chẳng hạn như lá cây là mình phải bỏ vô cái thùng màu xanh lá cây, còn đồ mà recycle là đồ tái sử dụng đó, mình bỏ cho thùng màu xanh dương, còn mà đồ ăn đồ uống mà mấy chất rác á thì mình bỏ vô màu xám. Ở mấy năm mới biết á. Nãy dướng cái đầu á. Đâu? Đổ máu mà. Đổ máu rồi. Còn chưa, từ từ. Thấy chưa? Thấy không? Không biết thấy không nữa. Đưa xuống cái nó chỉa điềm lâm mà. Dướng cái đầu của mũi khoan. Trời ơi. Anh cầm anh bỏ cái tay xuống hả? À, dướng cái xước cái chân. Đây ủ nè quý vị. Nè. Cái này là một mớ bông mà ta trên cao của mình không thấy. Cắt là mình mới thấy được. Cưa một khúc rồi mới thấy là bông nó nằm ở trên. Nhãn nhà mình ngon lắm đó. À đúng rồi. Lục lại cái clip mà mình cắt nhãn xong rồi Linh nó ngồi á, nước trái á. Một đồng như một ký gì đó. Nó nói mày vô á. Cái đó 2 năm rồi nè. Có bé đang làm chơi xích đu nè. Mang đôi dép. Ôi Linh, mang đôi dép vừa vậy. Dép của ai vậy? Dép của ngoại à. Đi đâu? Con đi đâu? Hả? Nè, nghe lời mọi người nè. Đem chiếc mít ra phơi nắng. Đó. Phơi đi phơi chứ giờ á. Chừng nào con làm? Ồ, bây giờ con làm liền. Ồ, dở. Ok, không cái rồi. Dở quá. Con làm liền thì sao? Ông bà ngoại nói là sao với con? Ông bà ngoại nói là sao? Thank you. Ông bà ngoại nói là sao? Yeah. Wow, giỏi quá. Rồi, ông okay. Bà hỏi Linh muốn cái gì? Linh giỏi quá, Linh muốn cái gì? Thì Linh trả lời sao? Con muốn cái gì? Chưa biết. Con chưa biết, chuyện nào con biết thì con nói với ngoại, ok, nhé. Rồi. Xin nghỉ hả, con xin nghỉ. Rồi, sạch nước. Đâu có cần mướn mấy nhóm mễ nữa, có con mễ nhỏ này rồi. Hey! Nhà này bự lắm á. Nhà bự quá mà mễ lại lao. Nhà bự quá là lao xong này chắc xỉu quá. Đúng rồi, lao chỗ ông ngoại ngồi ha. Giỏi quá. Có chờ restroom không vậy? Bữa khác ha, bữa khác chờ restroom ha. Sợ ông bà ngoại đi dơ chân á, lao sạch quá.
vô phòng được rồi con, được rồi, vô phòng. Xong bên kia đi. Ở ngoài sợ không, ở ngoài nó giờ nó nhau. Trời ơi, bởi ông lại nó nói wow, gia đình giỏi quá. Lên. Con làm xong lát ông ngoại vô, ngoại nói làm sao? Wow. Wow cái gì? My daughter has grown up a wonderful child. Là gì, tiếng Việt là cái gì? Uh-huh. Hả? Dịch tiếng Việt cho mẹ nghe coi. Such wonderful child. Cháu ngoại của tôi giỏi quá. Wonderful child. Oh, wonderful child. Wow. Bởi vậy ông ngoại nó thương nó quá. Ông ngoại hát với nó không vậy đó. Ông ngoại đâu có hát với đứa cháu nào đâu. Dạ. Chỉ hát với Gia Linh thôi à. Ôi, thọt tôi dước cái gì. Giỏi vậy mà giỏi lắm. Rồi, lau bên đó bên đây đúng rồi, qua đây. Cái thì lao bạo lực quá, mệt không? Dạ. Quay qua nói mẹ coi coi, mệt không? Mệt quá. Ok, giỏi. Hình như bên ngoài này còn chưa xong phải không? Ông ngoại nói thì sao? Lên dở quá, ông ngoại nói thì sao ngoại? Very good. Ok, ok rồi, giỏi quá. Lao này luôn hả? Đúng rồi, chỗ này mẹ quên lao, bữa giờ mẹ không có lao. Nhờ có Linh lao nó sạch. Cái chỗ nào lao rồi đi phải nhìn coi chừng trợt té nha. Mình không có nhu cầu sửa nhà nên không cần đo nhà, ok? Không chưa? Ok, bye Linh, thank you. Hello, xin kính chào quý vị, xin kính chào cô chú, anh chị, các bạn, các em thân mến. Hôm nay là ngày tổng vệ sinh ha, bà của Gia Linh thì ra cắt cây ha. Còn bé Gia Linh thì lau nhà, tự nhiên lại nói mẹ ơi con muốn lau nhà. Nịnh. Không biết có yêu cầu gì hay là không đây, nguy hiểm quá. Dạ bây giờ là 3 giờ rưỡi trưa của ngày 22 tháng 4 năm 2020. Hồng Loan xin thông báo tình hình dịch bệnh ở Mỹ. Số ca bệnh là 845.822 người bệnh, số người chết là 47.479 và số người được chữa khỏi là 83.917. Rồi như vậy là do ra khoảng 25 tiếng hả? Hơn 25 tiếng đồng hồ thì số ca bệnh đã lên hơn 30.000, khoảng 32.000 đó thưa quý vị. Và số người chết thì là 2.400 mấy chục người. Và số người recover thì chỉ được có ngàn mấy hả? Có một ít thôi. Nhiều khi cái số Hồng Loan update, Hồng Loan thấy là như là một ngày thì nhiều, cái ngày nó ít, ngày nhiều, ngày nó ít. Giống như là nó không có tính cái trung bình ha. Giống như nếu mà mình cộng hai cái lại thì trung bình một ngày thì cũng khoảng được 5.000 người, hơn 5.000 người được recover thì cũng đỡ rồi. Nhưng mà trong tình hình hiện nay thì quá nhiều các tiểu bang họ có ý định sẽ mở cửa lại. Ngoài Texas và Georgia là mình biết là chắc chắn là mở rồi, và những tiểu bang khác thì họ cũng dự định cái ngày để mà mở cửa trong tuần sau thưa quý vị. Hôm nay thì Hồng Loan nhận được một cái thông tin cũng khá là thú vị là cái test kit của công ty LabCorp đó đã được FDA approve. Cái quá trình nó được nhận trong một thời gian rất là ngắn là bởi vì trong cái mùa dịch bệnh này thì cái kit đó mình có thể order online, mình có thể tự thử ở nhà luôn. Wow. Mình order online thì mình lên cái link, Hồng Loan sẽ đưa cái link ở đây cho quý vị ha. Mình vô đó mình sẽ trả lời những câu hỏi về sức khỏe của mình, và mình mua cái kit đó với giá là $119.
và họ sẽ gửi đến tận nhà cho mình kèm theo cách chỉ dẫn mình làm rất là chi tiết đó. Thì nếu như chúng ta ngại phải đi ra ngoài mà phải sắp hàng 3-4 tiếng đồng hồ và phải tiếp xúc với nhiều người, mình sợ bị bệnh, thì mình có thể order ở nhà online. Thì cái công ty LabCorp này họ nói đó, mình phải trả tiền ngay lập tức cái lúc đó bằng cái tiền của mình, rồi sau đó mình muốn xin lại của bảo hiểm hay là bất kỳ cái bảo hiểm sức khỏe nào đó, thì cái đó là việc của mình với lại công ty đó, chứ họ thì họ không nhận bảo hiểm gì hết. Nếu như chúng ta cần thì chúng ta hãy liên lạc thẳng cái link online này với giá là 119 đồng thưa quý vị. Nếu mà Lộc nghĩ nếu mà quý vị có cái triệu chứng gì, một trong những triệu chứng mà nó giống như nó có thể mà mình nghĩ là nó có thể là bị bệnh đó, thì mình nên mua một cái để mình thử test thử. Nó an toàn là mình thử ở nhà, mình thử chính mình thử, mình không có sợ bị lây nhiễm bởi một người khác nào hết. Nếu mình có cái triệu chứng như là ho khô khan, rồi đau nhức mình mẩy, cộng với mất khứu giác, mất cái vị giác, mất khứu giác, đó, và chúng ta bị sốt, thì chúng ta nên mua để thử, để mình biết và mình tự cách ly mình ở trong nhà, để mình không có ở gần những người trong gia đình, để mình không có lây lan cho những người trong gia đình. Thì nếu mà cái thử nghiệm này, nếu mà tự người dân mà có thể tự mà thử hết, thì cái ngày mở cửa nó sẽ đến gần hơn. Vì chúng ta có nhiều người được biết là mình không có bị nhiễm bệnh đó. Thưa quý vị, có một cách dễ nhất là để mình xét nghiệm mình còn khứu giác hay không á, quý vị mua một trái sầu riêng về mở ra nghe thử coi có mùi không. Hôm qua Hồng Loan mua trái mít mà hủy không có nghe mùi, vậy nó chưa chín. Tại trái mít chưa chín chứ không phải tại mất khứu giác. Không, đã hồi sáng anh có sắc ra thử hủy trong cái lõi ở trong thì nghe mùi thơm thơm á. Trái mít nghe mùi mít nè. Nghe mùi mít mà không nghe mùi sầu riêng, ngộ ghê vậy. Mít mà nghe mùi sầu riêng là ông này cũng bị một cái loại cúm khác nữa rồi, coi chừng phát hiện một loại cúm mới nha quý vị. Mấy ngày hôm nay thì ở nước Mỹ chúng ta bị một cái thông tin mà làm cho mọi người quá hoang mang, đó là Tổng thống Trump tuyên bố sắc lệnh tạm ngưng di dân vào Hoa Kỳ. Nhưng mà Hồng Loan xin nói để cho tất cả quý vị được yên tâm, có nghĩa là tạm ngưng những người xin thẻ xanh đối với những người nước ngoài đang làm việc tại Mỹ. Có nghĩa là những người họ đang làm việc tại Mỹ một thời gian, hoặc là ở nước khác họ muốn xin thẻ xanh để vào làm việc tại Mỹ đó, thì cái đó là tạm ngưng. Và cũng như là những người thân nhân của những người có thẻ xanh ở Mỹ mà xin thẻ xanh thì cũng sẽ tạm ngưng. Nhưng mà cái luật này chỉ là tạm ngưng trong vòng 60 ngày thôi nha quý vị. Như vậy là bảo lãnh cha mẹ, con cái, vợ chồng là không bị ảnh hưởng gì hết. Cho nên tất cả chúng ta hãy yên tâm. Hôm bữa giờ cũng có nhiều người hỏi Hồng Loan về cái này thì thấy mọi người cũng hoang mang quá. Và hôm nay Hồng Loan đã biết rõ được là cái sắc lệnh của ông Trump. Cái sắc lệnh này ông Trump ban ra là ông muốn trong cái giai đoạn mà khủng hoảng kinh tế, bị mất việc làm, thì những người công dân Mỹ, quốc tịch Mỹ sẽ được nhận những cái công việc đó, giống như là ổng giảm đi cái mức độ mà thất nghiệp của những người quốc tịch Mỹ. Đúng rồi, cái đó hay quá. Tại vì ở Mỹ là thường là có những công việc là những cái người ở nước khác vào để làm. Mà trong khi người Mỹ thì không được làm những công việc đó. Nên cái độ thất nghiệp nó cao. Thì có những công việc là người Mỹ họ không có muốn làm. Cho nên rất là nhiều công nhân ở nước khác họ qua làm. Chẳng hạn như là những cái nghề như là nấu ăn, đầu bếp nấu ăn. Lập thấy nhiều đầu bếp nấu ăn mà của các quốc gia khác, chẳng hạn như Việt Nam, Ấn Độ, Tàu này nọ, phải đúng cái người
bếp chính đó đó, người đó nấu mới được ra cái mùi đó. Đúng rồi, họ không không có khả năng làm được. Đó. Rồi những cái ngành nghề mà người Mỹ họ cũng ít có chịu làm, giống như là lao động tay chân, làm vệ sinh, cũng như là làm nông, làm nông nghiệp, làm ruộng này nọ thì người Mỹ họ cũng rất ít là làm. Thì cho nên rất là nhiều ở nước khác vô làm là vậy. Cũng như là những cái người mà, nhưng mà những người mà hiện tại đang làm việc tại Mỹ, giống như là những cái người nurse nè, đó, thì vẫn được làm nha quý vị, vẫn làm thôi. Chừng nào mà họ nộp đơn, họ xin thẻ xanh thì mới không được. Những người đó vẫn còn được đang làm tại Mỹ, chứ không có bị trục xuất hay không có bị gì hết. Lập nghe nói là lúc đầu thời gian đầu mà người Việt Nam mình qua Mỹ đó, mình họ cũng đi làm những cái nghề làm nông với là nghề clean cây, cắt cỏ này nọ đó, thì từ từ cái công việc đó bị chuyển sang người Mỹ họ dành công việc đó. Họ khỏe hơn, họ có thể, mấy người Mỹ họ khỏe thiệt, khỏe quá, trời ơi khỏe lắm. Trời ơi, một người Mỹ thôi có thể clean hết nguyên cái khu vườn ngoài sau trong vòng một ngày là xong. Trong khi nếu như mình á, mình phải ba người mình mới làm nổi. Hồi đó nè, Hồng Lan có một cái nhà trước nữa thì ở ngoài sau nó là nguyên một cái bãi đất. Lúc đó thì về Hồng Loan cũng phải làm plan đồ để làm này làm nọ. Thì sau một tuần lễ trời mưa tầm tã, một buổi sáng đẹp trời mở cửa sổ ra nhìn cỏ nó cao tới đây. Có nghĩa là nếu mà một người nào đó đi vô cái đó đó không biết đường ra, không thấy luôn, không thấy cỏ nó cao mà cao mấy cái cây nó bự 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 vậy nè, mà nó phát triển nhanh khủng khiếp luôn. Mình không có ngờ là như vậy, mình nét lú nhấp cây thấp vậy thôi. Mình nói ok thôi để vài bữa nữa đi. Lúc đó đi thì nó vô cái đợt Loan với Lộc phải làm cái chương trình mà live á, thường chương trình vô những cái chương trình mà ca nhạc mà quay live á, thì Lộc rất là bận mấy ngày liên tiếp, coi như là bù đầu bù cổ không ngủ luôn á. Thì Hồng Loan thì cũng phải tập, phải hát chung với các bạn. Nhiều khi có bài mở màn hay gì thì mình phải tập chung. Rồi cũng bận quá, cái thấy nó chút rồi ok thôi kệ đi. Trời ơi, nó cao vậy nè. Quyết định nó phải chạy đi ra Home Depot đi kiếm một kiếm cái một anh Mỹ. Anh Mexican. Mexican. Anh về anh cuốc giùm. Hai đứa ra làm không có nổi, cái nhờ anh về anh cuốc giùm. Mà hả, một cái miếng đất nó bự lắm ha, tại vì bề ngang là nó cũng cỡ khoảng 20 thước, rồi bề dài là nó cũng cỡ 8 thước, 8-10 thước gì đó. Nguyên cái khoảng đó là tưởng tượng là cỏ mọc tới đầu không. Trời ơi. Mà anh phải cuốc bằng tay. Cuốc bằng tay. Mà ông giỏi ha. Dạ, một mình ổng á, một ngày rồi xong. Rồi Loan với Lộc làm không nổi, 2-3 cây mà làm không nổi đó, mà một mình cái làm. Khi mà cái cây nhỏ đó quý vị, thì mình dễ bứt lắm. Nhưng mà cái khi mà nó đã lớn cao vậy rồi, cái rễ nó sâu dưới đất quá. Không, ông mẹ nó vừa lắm, mới động ngon lắm nha. Vô nắm giật. Được cái chừng 3 hàng, cái mày có cái cuốc không? Rồi, cái chạy ra lấy cái cuốc cho ổng cái cuốc. Mà sao nó cái cỏ dại mà cây nó to vậy? Cái đất nó tốt thiệt tốt luôn. Tốt quá. Cái đất đó mà Lộc nói là Lộc bỏ cái hạt rau muống đó. Nó mọc đầy, nó lan hết luôn đó. Là cái đất đó đó. Rất là tốt. Hồng Loan cũng nhận được một cái thông tin nữa. Có nghĩa là chúng ta biết được cái người Mỹ mà đầu tiên mà chết vì cái bệnh COVID là ở Washington vào ngày 29 tây tháng 2 năm 2020, phải không quý vị? Nhưng mà mới vừa đây thôi, người ta phát hiện ra được là hai cái người nạn nhân chết đầu tiên á, vì cái bệnh COVID á, không phải là ngày 29 tháng 2, mà một người là chết vào ngày 6 tây tháng 2, một người nữa thì chết vào ngày 17 tháng 2. Thì hai cái xác đó được đưa về để xét nghiệm coi là lý do vì sao chết. Thì bây giờ đã tìm ra là họ chết vì COVID-19 tại tiểu bang California. Wow, tiểu bang mình à? Nhưng mà may mắn là ông thống đốc của Cali mình giỏi á. Đóng cửa liền hả? Ông cho đóng cửa sớm. Ông cho coi như là ở đây mình là mình đóng trước New York luôn mà. Đúng 17 tây tháng 3 là mình đóng rồi. Trong khi New York là vài ngày sau mới bắt đầu đóng. Công nhận ông thống đốc của bang California ông giỏi. Nên phải kịp thời như vậy mình mới cứu được người dân chứ ha. Quý vị có biết không? Trong cái ngày 21 tây tháng 4 á, thì
những cái máy chủ của WHO bị hack. Như vậy là bị hacker vô và những cái email, những cái dữ liệu thư từ này nọ đó là đã bị lộ thông tin. Thì trong đó nó nói đó là quỹ Bill Gates cùng Viện Virus Học Vũ Hán đã bị hack toàn bộ email, số phone, dữ liệu và sẽ được công bố. Dữ liệu rò rỉ cho thấy Bill Gates biết trước về virus Vũ Hán cũng như danh sách quan chức WHO, CDC, WB nhận tiền của Trung Quốc. Bây giờ hiện tại thì mình chỉ biết cái thông tin rò rỉ nó là như vậy thôi. Mà sắp tới mình chờ đợi để xem coi chuyện gì xảy ra. Mấy ngày hôm qua thì cũng nghe người ta nói nhiều về vấn đề của ông Bill Gates. Tự vì ổng đặt rất là nhiều những cái phòng thí nghiệm, những cái lab của ổng ở Vũ Hán rất là nhiều. Thì người ta nghi ngờ là không biết có phải là do một trong những cái lab của ổng mà nó ra hay là không. Mình cũng chờ đợi để xem tình hình nó là như thế nào ha quý vị. Thường mà hồi đó Lộc xài computer đó, Lộc xài máy PC á, là có những người, Lộc có một số người bạn rất là giỏi về computer, thì họ chuyên làm những con virus để mà xâm nhập vô dữ liệu của máy để mà xóa những cái thông tin hoặc là gửi những thông tin đó đến máy chủ rất là nhiều. Thì cái đó là trong phòng Lộc nghĩ cái computer với lại cái phòng lab chắc cũng giống nhau, tại vì cũng là một cái chế tạo con virus để mà phá người ta. Rồi có một cái group để làm software để mà làm diệt virus chẳng hạn, như antivirus chẳng hạn vậy. Thì giống như có một cái để giống như là những cái xâm nhập hack mà bỏ virus, người ta cũng là những người chế ra đúng cái, rồi cái, một group đó chuyên làm cái để mà trị virus thì nó cũng giống như virus thiệt ngoài thôi. Nếu như thật sự cái này mà nó phát sinh bởi vì từ sinh học mà ra thì có nghĩa là những người đó họ cũng sẽ chế tạo được cái thuốc giải để giải cái này. Nhưng mà nó có khác là ở ngoài sinh học thì nó biến đổi, còn virus của trong computer thì nó như vậy thôi. Mình biết nó thì mình bao bọc nó, mình lấy nó ra, nó dễ lắm. Còn ngoài đời thì mình biết bao nhiêu, giống như là môi trường nó phát tán, nó biến đổi, khó mà có thể mà ngăn chặn được. Nói chuyện gì về gì vi tính gì đó, computer nhức đầu quá. Không thiệt, hồi đó tại ở Việt Nam Lộc có mấy người bạn chuyên về làm những cái software đó. Đây mà gặp mày những người mà nói chuyện về máy móc, máy quay phim, máy chụp hình nè, rồi computer, rồi là nói chuyện là 3 ngày 3 đêm không ngủ cũng được nha quý vị nha. Tội nghiệp Lộc nè, có nghĩa là tháng 4 này nè, tuần vừa rồi đó, Chủ nhật vừa rồi, thứ bảy vừa rồi, đáng lẽ là Lộc ở trên Las Vegas, Lộc đã có giấy mời của bên NAPSO nó gửi rồi, có nghĩa là mỗi năm NAPSO đều tổ chức ở Las Vegas. Nó là những cái thông tin về máy móc đời mới nhất, tất cả các loại mà có như là linh phụ kiện điện tử rồi technology rồi có như tất cả toàn thế giới đổ vô Las Vegas để mà một cái hội họ trưng bày, thì giới thiệu những cái sản phẩm mới high tech. Chẳng hạn như cái máy quay phim á, mà hồi xưa mình nói là quay phim 4K 4K đó, là cách đây 4 năm á, là Lộc đã thấy ở trên đó nó có máy quay phim 8K rồi. Có nghĩa là nó đi trước mình 3-4 năm trước, sau khi mà nó trưng bày rồi đó, nó mới giống như cho giống như hội chẩn để mà có thể xài được hay không, 4 năm sau nó mới cho xài được, thức dậy. Nói chuyện máy là tôi ngủ à. Không, nói cho quý vị nghe chơi thôi để biết sơ sơ. Thì vừa rồi thì bị đóng cửa hết. Tại vì tội nghiệp. Virus. Không ai được đi tội nghiệp. Lộc đi nhưng cái này mà hạnh phúc cho Hồng Loan là hỏi tốn tiền. Ôi mỗi lần mà ổng mà đi mà lên mấy chỗ mà có bán máy móc rồi đó, Hồng Loan không có đi, Hồng Loan không có đi nổi. Là cái phone nó reo liên tục. Quý vị biết sao không? Em, anh thấy này được với mình mua được không? Em ơi, cái này đẹp quá mà rẻ quá mà hay thích quá, mua được không? Gọi liên tục luôn. Cái chỗ đó nó trưng bày những cái sản phẩm mới nhất. Và sau khi mà nó trưng bày xong á, nó không có đem về, nó bán lại cho những người nào có nhu cầu muốn mua. Thì cái giá rất là rẻ. Bởi vì mình tranh thủ những lúc đó mình mua những cái chỗ, những cái loại mình cần á,
rất là rẻ tiện lợi. Ok, đúng không? Ừ, nãy khoe nữa. Hồi nãy mình cưa cái cây á quý vị. Cái lựa được khúc cây này được lắm. À, làm cái ngã nè. Gì vậy? Hồi nhỏ đó, mà mỗi lần mà đi ở nhà là có cây mận, cái thì mỗi lần mà cưa cành cũng vậy đó. Kiếm cái cành nào mà hình chữ V vậy nè, chữ Y vậy nè. Đó, mình cưa nó ra xong cái mình lấy cọng dây thun ha. Cái mình bắn đẩy, thằng lằn. Bắn thằng lằn. số một này đây mà đi kiếm thằng lằn bắn chắc điền tháng chưa kiếm được con. À, bắn gì đó, bắn chim cũng được, nhưng mà ở đây không được bắn như chim quý vị ơi. Bắn là về là bị cảnh sát mà thấy là nó phạt mình á. Quý vị làm chi vậy? Không, mà làm nhớ về tuổi thơ. Rảnh quá, rảnh rỗi xanh ông nổi. Trong cái thời gian đó thì người ta đi làm chuyện khác đi. Thấy ổng lui cui rồi làm gì làm cái ná. Không mà mình canh mình bắn mấy con possum á. Mấy con possum mà nó bắt cá đó. Mấy con nó trời ơi thấy ghét lắm. Mà quý vị ơi, cái ná này có bắn nó cũng không chết nữa. Mấy con đó nếu nó sợ nó chạy. Nó sợ nó chạy thôi à. Ừ, còn nó dữ lắm. Lộc có mua một cái súng hơi. Cái bữa Lộc thấy nó, Lộc bước ra mà nó đứng nó khè lại luôn. Khè nó nhăn mặt. Nó sợ mà. Nó cười mình, nó nói làm gì tôi. Cười. Làm gì tôi. Làm gì. Nó sao? Ừ, làm gì tôi. giống mặt giống màu xanh. À, bây giờ chia sẻ với quý vị, bây giờ là chúng ta là sắp được nới lỏng ra ngoài ha. À, thì đây là những cái hình ảnh mà chúng ta cần thiết để mà bảo vệ cho mình. Đó, đây nè, đi thang máy nha, quý vị nhớ đi thang máy. Một cái idea rất là hay. À, xong là đốt liền là khử trùng liền. Đó, à, thấy không? Nè, cái cô này cô quên, cô định bấm nè. Xong cô không có bấm, cô lấy cái viết, mình bấm nút bằng cái viết. Quý vị nhớ nha, cái này là Hồng Loan thấy rất là hữu ích nha quý vị. Nhìn nó thì nó vui vui nhưng mà rất là hữu ích luôn. Chắc để mai mốt nó ở Việt Nam đó thì họ để những cái tâm vậy nè. Họ để tâm ở thang máy đầy vậy đó. Còn cái ông làm gì vậy? Còn đây nữa là người vợ trang bị cho người chồng trước khi đi ra ngoài. Có cần thiết phải giữ vậy không? Giống mặt cà tưng. Đó, đây nữa nè, hai mẹ con đi ra ngoài chợ nè, đó, trùm kính mít vậy nè. Cái dù hả, cái dù phủ lên, ồ, à, cũng hay ha. Đó, đó cái cô này, cô đứng bán hàng, cô cũng trùm kính mít luôn. Ha. Một ngày chả biết bao nhiêu ký mỡ ha. À, với lại, Hồng Loan có nói với quý vị là cái khẩu trang á, mình cố gắng mình tự may ở nhà. Còn nếu mà mua đó thì chúng ta phải kiếm những cái chỗ mà có brand name đàng hoàng, mình mua nó hơi mắc một chút. Nhưng mà bảo đảm chứ quý vị đừng mua hàng trôi nổi. Hồng Loan coi một cái clip mà họ may khẩu trang á. Trời ơi. Quý vị nhìn coi. Đó. Thì nhiều khi ở bên Trung Quốc nó cũng may giống vậy nè quý vị. Đó, rồi nó làm, nó may ra. Rồi khi nó thành phẩm, quý vị thấy không? Nó để nhớt nhát, dơ giấy, dễ sợ luôn. Đó, vậy thì khi mà nó đóng hộp, vô hộp thì mình nhìn, mình cũng thấy, ồ, sạch sẽ quá, mình đâu có biết. Đó, cho nên chúng ta mà mua khẩu trang phải rất là cẩn thận nha, quý vị. Đừng có mua mấy cái hàng trôi nổi. Thà mình may đi, còn không có những người họ lên, họ chỉ mình cái cách làm bằng cái khăn giấy đó. Khăn giấy với lại hai cọng dây thun á. Như vậy mà bảo đảm hơn. Cái này nhìn ghê quá, nhìn kinh khủng. Bỏ vô hộp đâu ai biết nè. Đó. Nhất là ở Việt Nam nha. Tất cả quý bà con mình ở Việt Nam đó, là những cái hàng khẩu trang mà trôi nổi này nhiều lắm. Cho nên thôi, cố gắng ở nhà mình rảnh mà mình may, mình xài. Đâu cần đẹp đâu. Miễn là che được sạch sẽ thôi, chứ không cần đẹp. Còn hơn là ba cái vi trùng virus này, dơ giấy này, nó còn kinh khủng hơn nữa. Không, cái này mình nhắc nhở mọi người á, chứ thấy rồi thấy ghê quá. Ở đây thì có một cái khu phố của người Mỹ ha, khu phố này cũng đẹp dễ thương lắm. Hồng Loan thấy cái cảnh này mình coi nó vừa đẹp mắt mà nó vừa vui mắt nữa. Hồng Loan muốn gửi đến quý vị đó, nguyên một khu luôn nha. Mỗi căn nhà họ làm một kiểu, giống như là họ đã có một cái sự connect với nhau là mấy giờ ngày nào thì mỗi gia đình hãy cùng nhau ra để mà
tụ tập lại, mỗi nhà đứng trước nhà mình đó, rồi đó mình làm cái gì thì mỗi nhà họ làm một cái khác, ví dụ như một cái điệu nhảy ha, chẳng hạn nhảy đó, thấy không, dễ thương ha. Cũng rất là vui, có một cái tình làng nghĩa xóm. Ở Mỹ này không có tình làng nghĩa xóm giống Việt Nam mình đâu. Hồi xưa Việt Nam mình nhà này đi qua nhà kia rồi ha. Còn bên Mỹ rất là ít. Nhưng mà trong thời gian này thì có đó, gia đình này. Cái này có phải bạn của em không? 5 người con nè. Gia đình này đầu tư quá nè. Trời đất ơi, đó, thấy chưa? Búa đồ đồng bộ nhau dễ sợ luôn. Dễ thương ha. Một gia đình khác nữa đó. Đó, đây cũng có sự tập trước rồi ha. Chuẩn bị trước nha. Đó, dẫn sống nữa. Dẫn sống. Trời ơi, đó biểu diễn à. Vui ha. Cũng vui. Thì cái này có cái người nào mà là cái người mà đứng ra mà để xách động mọi người làm chuyện này á, là mới hay á ha. Nó có một cái trang web, một cái email đó, gọi là, nhưng mà cái đó là của cái neighborhood, nhưng mà nó rộng lắm chứ nó không có một cái neighbor mà nó nhỏ nhỏ gần gũi giống như vậy. Một vài hình ảnh vui vui gửi tới quý vị cho mình cảm thấy mình yêu đời trong những ngày bị cầm cố ha quý vị ha. Bây giờ thì cũng như những ngày qua thì Hồng Loan nghĩ là quý vị cũng rất là thích khi mà Lộc với Loan có thể giao lưu với quý vị, kêu tên để mà mình cảm ơn nhau, để mình nói chuyện với nhau cho nó vẻ thân mật hơn á. Đó thì hôm nay Hồng Loan xin phép được cảm ơn Huệ Trần ha, rồi GMW, chung bài GMC hả? Thanh Lan Graham. Thanh Lan Graham. Đó. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi Kim Loan Lê. Rồi Lena Nguyễn. Lena Nguyễn. Andre Trần. Andre Trần. Phát Phan. Phan. Hồng Loan rất là cảm ơn mọi người. Những người này lên thì ai cũng khen là Lộc với Loan nói chuyện vui quá. Thật sự thì lên đây được nói chuyện với quý vị, tự nhiên cảm thấy phấn khởi, cảm thấy vui á. Mình nói chuyện ở đâu mà nó cứ tuôn ra những cái câu chuyện vui để mà chúng ta chia sẻ với nhau. Thì để mong đem lại niềm vui nhỏ nhỏ cho quý vị ha. Rồi Nguyễn Mai. Rồi, Thanh Trang, Nguyễn Thanh Trang. Hoa Trần. Hoa Trần. Thanh Hình. Hình Thanh Hình. Hình Thanh. Thanh Hình. Thanh Lai. Nguyễn Sally. Lê Phúc. Sơn Bến Tre. Nhiều lắm. Nguyễn Thị Bích Loan. Cảm ơn Nguyễn Thị Bích Loan. Cũng nhờ khen đó là Hồng Loan phải được khỏe, phải được hạnh phúc, bởi vì Hồng Loan xứng đáng được hưởng điều đó. Rất là cảm ơn chị. Chị xem cái clip mà Hồng Loan đó, Hồng Loan bị bệnh đó, xong rồi Hồng Loan chữa bệnh khỏi. Thì cho nên chị nói với Hồng Loan vậy. Hồng Loan cũng chia sẻ một chút về cái bệnh đó. Thì ở bên Mỹ này được một cái là Hồng Loan đi xét nghiệm thử máu, cũng như là đôi khi mình bị đau hay gì đó mình có thể xin đi siêu âm, thì một năm đi được 2 lần để mà khám tổng quát. Thì trong cái khám tổng quát của mình, cái máu của mình khi nó có cái gì biến đổi hơi lạ đó, thì người ta sẽ kêu mình thử lại chi tiết hơn. Và từ đó, nhờ đó Hồng Loan mới kiểm tra ra được là mình bị viêm gan siêu vi C, thưa quý vị. Ở Việt Nam á, đôi khi chúng ta quên cái chuyện đó, rất nhiều người Việt Nam bị. Cho nên khi mà phát hiện bệnh thì đã quá muộn. Hồng Loan cũng có người nhà mình bị vô cái tình trạng đó, phát hiện ra thì quá muộn rồi. Cho nên quý vị hãy nghe lời Hồng Loan, chuyện này là bắt buộc phải nghe Hồng Loan nói, là phải đi khám tổng quát mỗi năm. Hồi lúc trước thì 1 năm 1 lần, bây giờ thì người ta kêu mình phải khám là 6 tháng 1 lần nha quý vị. Mình biết trước được thì mình sẽ chữa bệnh được, thưa quý vị.
có nhận được một cái tin nhắn của Quỳnh Lộc, em Quỳnh Lộc. Em nói là nếu mà tiện thì nói tên của mẹ em. Mẹ em tên là cô Ngọc. À, tụi con chào cô Ngọc nha. Rất là cảm ơn cô Ngọc cũng đã yêu thương tụi con. Và mỗi ngày đều kêu bé Lộc, bé Lộc ba con. Mở cho cô xem. Con kính chúc cả gia đình mình luôn lúc nào cũng sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ ha cô ha. Và cảm ơn Hương Nguyễn, Khoa T Channel, Minh Thùy, Thơ Mi Vũ, Liên Quỳnh, Trung Anh Thư, Helen Lee. Lisa Hai Nguyễn. Toàn những cái tên cũng quen, nghe thân quen quá ha. Đó. Tuyết Mai. Có một cái tên này lạ là Willy 99. Cũng là một người rất là yêu thương Loan với Lộc. Thật sự ra là Loan Lộc phải gửi lời cảm ơn tới quý vị vì đã đem đến những cái niềm vui trong cái mùa dịch này. Cũng như quý vị biết là mỗi lần lên nói chuyện vậy là xả stress nhiều lắm. Mà được quý vị comment, quý vị nói chuyện với Loan với Lộc nữa đó, thì lại có thêm một cái thời gian nữa để mà đọc comment và trả lời quý vị thì lại được enjoy nữa. Rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương gia đình Hồng Loan, yêu thương ba bảo quốc cô Thanh Nga, và bây giờ là tới Loan với Lộc, rồi bé Gia Linh nữa cũng bắt đầu được hưởng sấy tình yêu thương của quý vị. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Quý vị biết sao không? Nhiều khi quý vị phải comment, tại vì mình muốn xả những cái gì suy nghĩ trong lòng, giống như mình xả stress hay là muốn thắc mắc điều gì mình cứ lên mình comment. Nhiều khi Lộc với Loan không có thời gian trả lời, Lộc thấy có nhiều người cũng lên trả lời cho quý vị nữa, rất là dễ thương. Đây giống như một cái, giống như một cái gia đình nhỏ trong một cái thế giới lớn vậy đó, thì tụi mình giống như là một cái gia đình, mình quan tâm lẫn nhau, cái gì không biết Lộc không biết mình chia sẻ với nhau. Cũng như những cái comment của quý vị gửi đến cho Loan, thì những quý vị khác nếu mà mình biết, mình hiểu về thông tin đó rằng hơn Hồng Loan, quý vị có thể giải thích giùm cho Hồng Loan. Nhiều khi hỏi cái nhiều cái Hồng Loan không biết, cái là phải lên mạng luôn tìm kiếm để mà trả lời cho được với lại quý vị. Thì nếu mà có ai mà giúp đỡ cho Loan trong cái đó thì là vui hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị ha. Anh nhớ chia sẻ cái clip mà cho bé Gia Linh lên xe. Lần đầu tiên Gia Linh. Ở đây là 8 tuổi ha, mà phải trên 50 pound á, thì là bắt đầu khỏi ngồi cái booster. Trời ơi, chỉ là cái ghế em xe, bé chỉ lên xe là sung sướng lắm, mà sung hứng đến nỗi là hát luôn nha. Mỗi lần kêu hát là mắc cỡ lắm, mà nay hát luôn cho quý vị, hát live cho quý vị nghe luôn được một hai câu gì đó. Chia sẻ cho quý vị chút cho vui ha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình nói chuyện nhiều chuyện ngày mai. Chúc quý vị lúc nào cũng nhiều sức khỏe, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc, an khang và thịnh vượng nha. Còn anh nào mà muốn đi bắn ná với Lộc nhớ nha, Lộc có cái ná nè, bữa nào mình đi rủ nha, mình đi bắn ná chơi. Anh coi ngoài anh còn vài cây không, làm thêm còn vài nhiều lắm nên đi rủ mấy ảnh đi chung. Rồi, bye bye quý vị. Bye. Nha.